Xin chào các bạn, hôm nay kênh Món Ngon Dễ Làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món thịt bò xào với măng tây, một món ngon rất là dễ làm. Thịt bò xào với măng tây rất là bổ dưỡng và rất là được ưa chuộng trong các bữa cơm gia đình. Hôm nay các nguyên liệu và gia vị mình sử dụng thì gồm có một cục thịt bò khoảng 400g, hơn 200g măng tây, các cây măng tây nhỏ nhỏ nhưng rất là tươi, ngon, măng tây thì rất là giòn luôn, 2 cọng hành lá, các trái ớt, các tép tỏi, củ hành tím. Gia vị thì gồm có bột ngọt, bột nêm, muối, đường và nước mắm. Bây giờ mình sẽ lặt các cây măng tây ra khúc khúc nha quý vị, khoảng 4-5 phân. Tùy theo gia đình mình mà mình lặt sao cho nó vừa ăn nha quý vị, có thể ngắn hơn hoặc có thể dài hơn chút xíu cũng được. Măng tây thì ở các siêu thị bán rất là nhiều luôn nha quý vị. Và xào với thịt bò là một trong những món xào măng tây với thịt bò được rất là ưa chuộng và rất là ngon. Đó, sau một hồi mình đã lặt xong rồi nè quý vị, một dĩa măng tây luôn. Các cọng hành lá thì mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra nha quý vị. Để hồi mình xào thịt bò với măng tây chín, mình sẽ cho vào sau để cho nó thật là thơm và ngon. Củ hành tím thì mình cũng băm nhuyễn ra luôn, thật là nhuyễn luôn, để mình phi. Trước khi mình xào nó sẽ rất là ngon. Và các tép tỏi cũng vậy nha quý vị, mình cũng băm thật là nhuyễn ra luôn để họ mình phi chung với củ hành tím. Có củ hành tím và tỏi băm nhuyễn họ mình phi thì món xào của mình nó sẽ rất là thơm ngon và thêm phần đậm đà. Các trái ớt thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra luôn để khi xào chín rồi mình sẽ cho vào. Và một phần thì mình sẽ làm nước chấm với nước tương có ớt sắc vào, cay cay thì nó sẽ rất là ngon. Hôm nay mình sử dụng một chén luôn đó quý vị, ớt sắc sẵn. Và cục thịt bò thì mình cũng sắc lát mỏng mỏng ra luôn nha quý vị. Thịt bò mà mình sắc càng mỏng thì mình xào nó sẽ càng ngon. Cục bò này khoảng 400g thôi, nhưng mà rất là nhiều luôn. Bây giờ mình mua ở chợ rồi đó quý vị, hay ở siêu thị, có thể mình nhờ người ta sắt sẵn cho mình cũng được luôn nghe quý vị. Còn mình hôm nay mình đem về nhà mình sắt luôn. Thịt bò thì làm món gì cũng ngon, nhưng mà món xào thì rất là được ưa chuộng và làm rất là nhanh, gọn, lẹ, mau và ăn thì cũng rất là ngon. Và sau một hồi mình đã sắt thịt bò xong rồi nè quý vị. Bây giờ mình cho các gia vị vào thì mình cho khoảng 2 muỗng cà phê bột ngọt, khoảng 1 muỗng bột nêm, khoảng 1 muỗng muối, khoảng 1 muỗng cà phê đường, và cuối cùng 1 muỗng canh nước mắm.
các gia vị mình cho vào thì mình ước lượng thôi nghe quý vị. Cũng tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mà mình ướp các gia vị vào trong thịt bò sao cho vừa ăn hợp với khẩu vị của gia đình mình nha quý vị. Khi mà mình đã cho các gia vị vào trong dĩa thịt bò rồi thì mình sẽ trộn đều dĩa thịt bò mình lên để cho các gia vị nó thấm đều vào trong dĩa thịt bò. Và sau một hồi mình đã trộn xong rồi nè quý vị, và mình để khoảng 20 đến 30 phút sau đó mình mới xào nghe quý vị. Và sau thời gian khoảng 30 phút rồi, mình bắt cái chảo to lên rồi mình cho khoảng hơn 2 muỗng dầu vào để mình phi tỏi với củ hành tím hồi nãy mình đã băm nhuyễn đó quý vị. Mình cho hết vào luôn. Mình phi cho nó vừa vàng là được rồi nghe quý vị. Rồi sau đó mình sẽ cho thịt bò vào mình xào. Và sau một hồi phi, tỏi mình cũng vừa vàng rồi nè quý vị. Và bây giờ mình cho nguyên cái dĩa thịt bò hồi nãy vào luôn nha quý vị. Mình cho hết dĩa thịt bò vào luôn. Rồi sau đó mình để lửa lớn lớn lên và mình đảo đều thịt bò của mình. Khi nào mà thịt bò nó hết cái phần đỏ của thịt bò là được rồi nghe quý vị. Tại thịt bò mình xào vừa chín thôi, cũng không nên xào chín quá nó dễ bị dai, nó sẽ không có ngon. Vừa chín thôi thì cái độ ngọt, độ thơm của thịt bò rất là ngon luôn á quý vị. Thì cái thời gian mà mình xào thịt bò thì cũng khoảng 4-5 phút à. Và sau một hồi, thịt bò mình gần chín rồi nè quý vị. Đó, bây giờ đã chín rồi thì mình tắt lửa và mình múc hết cái thịt bò ra dĩa luôn nha quý vị. Trông rất là thơm và rất là ngon thôi. Thịt bò thì vừa chín tới rồi nghe quý vị. Nhìn rất là thơm và ngon. Và cái phần nước hồi nãy mình xào thịt bò nè quý vị, nó có một ít nước thì mình bật lửa lên luôn. Mình tận dụng cái nước của thịt bò hồi nãy mình để măng tây vào mình xào luôn. Và mình đảo đều qua lại khoảng 30 giây thôi. Rồi mình để lửa nhỏ nhỏ lại, mình cho thêm các gia vị vào nha quý vị. Thì gồm có một ít bột ngọt, một ít bột nêm, một ít muối, một ít đường, và cuối cùng là nước mắm. Mình cho ít ít thôi nha quý vị. Tại hồi nãy trong cái phần thịt bò mình đã ướp các gia vị rồi. Cái này mình thêm một ít gia vị nữa để mình xào trong cái măng, để măng nó thấm các gia vị nó vừa ăn hơn và nó ngon hơn. Khi nào mà mình xào măng nó vừa chín thì mình sẽ cho thịt bò vào. Mình xào thêm khoảng 2 phút nữa là coi như thành phẩm đó quý vị. Và trong cái thời gian xào măng thì mình cũng dặn lửa lớn lớn lên nha quý vị. Măng tây của mình thì mình xào rất là mau chín, khoảng 2 phút thôi. Và sau khoảng 2 phút rồi, măng tây cũng vừa chín rồi thì mình sẽ cho thịt bò vào. Mình xào thêm từ 1 tới 2 phút nữa là vừa. Món thịt bò xào với măng tây thì cũng rất là dễ làm và món này ăn rất là ngon, rất là bổ dưỡng luôn á quý vị. Trẻ em ăn được và người lớn ăn được, rất là tốt cho sức khỏe. Và sau một hồi thịt bò xào măng tây của mình đã chín rồi thì mình cho các hành lá hồi nãy mình đã sắc nhỏ đó quý vị, mình cho hết vào. Rồi sau đó mình sẽ cho các ớt sắc vào luôn nha quý vị. Mình cho hết vào trong cái chảo thịt bò luôn.
Bây giờ mình múc ra dĩa để mình chuẩn bị dùng nha quý vị. Món này ăn trong các bữa cơm gia đình là rất tuyệt vời luôn. Hay là làm trong các buổi tiệc cũng rất là ngon và cũng rất là ưa chuộng đó quý vị. Và bây giờ mình cần lại dĩa thịt bò xào với măng tây nè quý vị. Các cọng măng tây thì rất là xanh, trông rất là giòn. Còn các miếng bò thì rất là thơm, ngọt. Và món thịt bò xào với măng tây thì mình chấm với nước tương, cho ớt sắc vào nữa. Thì rất là tuyệt vời luôn. Một món ngon, rất là dễ làm. Và bây giờ đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi, cơm món ngon dễ làm. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.